Mình ăn cơm tấm đây mình thấy ngon không cô? Giá tiền bao nhiêu một dĩa? 25.000 ha. Mình ở đâu lại đây hả? Thấp 10 hả? Mỹ An Thấp 10. Ở đó có mấy đứa bạn đi học sư phạm cũng ở bên cạnh đó. Cảm ơn nha, chúc ông bà về thăm quê vui nha. Này về thăm nội phải không? Về thăm nội hả? Bao lâu mới về thành nội lần con? Vậy là mình đi Thấp 10, mình đi đường nào là gần nhất về đây? Cổ Cò ha. Từ đó qua đây bao nhiêu cây số ha? Hả? 40 cây hả? Cũng xa dữ ta. Xa. Ơi, chào. Chờ view rồi lên nó mới ôi sơn trai không ta, đã cho ta, mình kiếm đứa không ra, thêm đứa nữa đi, sao phải nhà trời ơi. Trời ơi, có em gái đồ vui. Con thích em gái không? Em thích em gái không? Đó, em nào cũng được ha. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2 ha. Ráng làm toán thường nha. Với đọc truyện á, đọc truyện nhiều á nữa, cái vốn từ mình có. Chứ để không chịu đọc truyện, đọc sách nhiều á. Đọc báo rồi đó, kiếm mấy tờ báo cũ ra mình đọc. Này cầu thủ này phải cho đánh bóng bàn rồi thêm hay gì chạy bộ rồi đó là ăn mau à. Đó, thêm một cầu thủ này nữa. Ráng tập đắp thế công dinh được coi. Con thích ha, đá hai chân nha. Phải tập đá chân trái và đá chân phải hai chân nha. Rồi uống canh vô. Đó, khách luôn rồi nha các bạn. Giang, bây giờ con vòng ra chỗ Bùng Binh, chạy về hướng cầu Mỹ Thuận, rồi hỏi đường nào về bên bên cái bè người ta chỉ. Đó, vòng về hướng đông nè, là về cầu Mỹ Thuận. Rồi. Ông quay mà clip mà đẹp như này làm ông nó chia sẻ lòng lên. Đây, khách ở xa lại luôn nha các bạn.
Thì hôm nay mình review cái quán này cho các bạn xem. Một hộp kẹo cậu chồng luôn. Đó, ê nó hát hay mà. Có hát bài bà đi. Phan qua đây nè, ra đây nè. Cho con một hộp kẹo cậu chồng cho ăn 29 con lớn. Tấm nhung. Đây trong tấm nhung nha. Món nha các bạn. Cơm tấm nhung nha. Đây đang nướng thịt nha các bạn. Cái lò nướng này nha. Đây thịt nướng nha các bạn. Thấy hấp dẫn không? Cơm tấm nhung bán ngay dòng xe thị trấn cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Thì trên đây mình muốn giới thiệu cái quê mình có bán những thứ gì. Đây cơm tấm nhung bán từ sáng tới tối luôn nha các bạn, đủ món nha, thịt nướng nha. Đây các bạn nhìn món cái miếng thịt nướng là giữ đúng miếng nha, thèm nha. Thị trấn cái Tàu Hạ. Đây khách ăn đây, mình thấy miếng thịt nó vừa miệng không vậy bạn? Vừa miệng ha, ngon nha các bạn. Rồi trong An Khánh là thuộc ở ngã nhỏ ha, đâu ngay chợ hả? Đó quán cơm nha các bạn. Hôm nay mình sẽ review cái quán cơm tấm. Hello, chào, hello, bé đi vui à, hello, lại đây coi, đó, hello, cháu ăn chưa, con ăn chưa, ăn giòi, con mấy tuổi, con 3 tuổi, tuổi con gì, con gà. Tên là gì? Con tên là Tina. Tina, cái này Tina Lầu hay là Tina gì? Tina Lầu. Ê kinh quá. Mình ăn ở đây mình thấy ngon không cô? Dạ ngon chút. Ngon ha. Tina Lầu nha. À, vậy cưng không? Tina Lầu. Tina Lầu. Đây là chị nướng thịt đây. Cô nướng thịt, người đẹp không bao giờ dám đụng. À, là Thịnh đâu. Đây, người đẹp của tôi. Nhưng không dám đụng. Đụng miếng mẹ đây là phải ghét với mẹ đó, người đẹp của chồng rồi. Không cho họ không quay cái bảng đi về sau quay bảng lên.
chậm bao nhiêu không? 2.9 đây. Đây cô chủ đây. Rồi cho em cái trứng đi chị ơi. Cơm tắm nha.